Xin chào tất cả mọi người đang quay trở lại với kênh đầu tư bất động sản cùng với Luân Trần. Hiện tại thì Luân đang ngồi với lại dưới một tán tre rất là mát và mong muốn là được chia sẻ với tất cả các anh chị, các cái nhà đầu tư đang tìm kiếm những cái giải pháp đầu tư cho mình. Năm 2020 phát triển rất là tốt, đó là cái bất động sản ở vùng ven, cái bất động sản nhà vườn theo cái kiểu là biệt thự nhà vườn thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì sao? Bởi vì thời điểm hiện tại khi mà tình hình đại dịch đang lan tràn khắp nơi thì mọi người theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là phải cách ly tại nhà trên toàn xã hội, thì mọi người ở nhà không đi ra ngoài được, đúng không ạ? Thế thì trong cái bối cảnh đất nước hiện tại thì rất là khó khăn. Và khi mà mọi người ở nhà thì trong cái không gian nhỏ hẹp ở nhà, thời tiết ở Nha Trang hiện tại đang rất là nóng, và như thế thì sẽ rất là khó chịu. Thế thì chắc chắn là sau cái những cái ngày mà ở nhà thì mọi người sẽ rất là mong muốn có một cái khoảng không gian rộng rãi thoáng mát, có cây cối vườn tược, có sông có suối thì càng tốt, để cho chúng ta có thể là nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng đấy, trong một cái không gian mát mẻ. Vì thế nên hôm nay luôn ngồi ở đây dưới một cái cụm đất rất là đẹp. Ở đây có một cái sông rất là lớn. Đây là một con sông, và hai bên thì ở trên kia nó đã làm bờ kè rồi các bạn ạ. Đấy, thì đây là cái cụm đất của bên luôn. Thì nếu như mà ở trong thành phố, cách đây là khoảng cách ở vị trí đất này là 15 cây số. Thì trong đô thị các anh chị có thể bỏ ra khoảng tầm 1 tỷ rưỡi mua được 40 m², 30 mấy đến 40 m² để xây một cái nhà nhỏ nhỏ ở đô thị, ở trong thành thị. Nếu như mà chúng ta cầm 1 tỷ rưỡi ra vùng ngoại ô, chúng ta có thể mua khoảng tầm 300 m² đất, xây một căn nhà và làm một cái vườn, trồng rau, trồng cây, thì có thích không ạ? Thế thì sau đây Luân xin giới thiệu cho các anh chị cái cụm đất mà bên Luân đang phân phối và cảm thấy rất là hấp dẫn, bởi vì nó có cả sông ạ. Và dưới kia là một cái công viên vườn dừa, xung quanh là có tre rất là mát. Đây là cái cụm đất bên Luân đang phân phối. Còn cái dãy bên này, tất cả đều quay mặt ở hướng đông. Và với một lô thì 90 m², để chúng ta có thể xây nhà vườn hoặc là xây biệt thự vườn. Có thêm một chiếc ô tô nữa thì quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Cách thành phố Nha Trang chỉ tầm 15 km thôi, thì chúng ta có thể di chuyển rất là thoải mái khi mà đường ở ngoài kia đã thông thoáng. Ở đây là đường hiện trạng là 5 mét á. Ra ngoài kia là hương lộ 39 và cách quốc lộ 1A chỉ có 1,5 km, đường thông thoáng rộng rãi. Các chị có thể là liên hệ đến Luân Trần hoặc là các bạn trong đội nhóm của Luân Trần. Cái gì thì anh chị cứ comment inbox hoặc là đăng ký cái kênh YouTube của Luân Trần để nhận được những cái video mới nhất của Luân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.